chào quý vị khán giả, tôi tên là Hồ Thị Phượng, tôi đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp của tôi là kinh doanh spa. Tôi đến với cuộc thi Hoa hậu doanh nhân người Việt châu Á 2019 muốn giao lưu văn hóa và thử thách bản thân. Số báo danh của tôi là 20, mọi người hãy bình chọn cho tôi nhé.